tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trong những ngày này thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân viêm tụy cấp nhập viện. Có những ngày thậm chí có 5 bệnh nhân nhập viện. Hầu hết các trường hợp nhập viện bị tái phát do sử dụng rượu bia. Các triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp là sau khi uống rượu bia, từ 1 đến 3 ngày thì người bệnh đột ngột đau bụng dữ dội kèm theo nôn nói, ăn uống không được. Có một số trường hợp người bệnh chỉ bị đau nhẹ nên bác sĩ có thể chẩn đoán nhầm là bị viêm dạ dày. Theo các bác sĩ, bệnh viêm tụy cấp thường gặp ở những người uống rượu thường xuyên. Có hai nguyên nhân thường gặp nhất gây ra viêm tụy là do rượu bia và sỏi mật. Mức độ nặng của viêm tụy cấp có thể làm suy đa cơ quan như suy hấp, suy thận, suy gan, nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến tử vong. Do đó, người bệnh và gia đình không được chủ quan khi bị viêm tụy cấp.